bỏ xuống, tự nhiên ông ngoại bỏ này vô chứ. Đi đi con, đi đạp siêu xe con đi. Đẩy mày, mày đẩy con. Mày đẩy con rồi, con đạp đi, mày đẩy rồi, thả thả phanh xuống, thả phanh rồi, 1 2 3. Dữ ta. Bye 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 ông ngoại, bye bye ông ngoại. Rồi đạp đi, lấy chân đạp, đạp đúng rồi, đúng rồi, đạp đạp mạnh lên rồi, đạp không tới rồi, 1 2 3. Đúng rồi, đạp đi, vui không, vui không? Trời ơi, đi 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 bán nước đá hả? Đi bán nước đá hay gì nữa không, nữa không? Mẹ ơi, mẹ ơi, đẩy con, đẩy con. Bánh đâu? Ai ai ăn bánh? Đi ngang, đạp đi. Nay mặt trời ơi, nay là đủ màu sắc hết, màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu nữa không? Ừ đúng rồi, tự đi đi thôi, đâu ai rảnh đâu đẩy hoài vậy. Chờ mẹ đẩy mệt mỏi, để tôi tự đi đi cho rồi. Mà làm mẹ cái kiểu gì lạ lùng kêu đẩy con cái hả? Đá là sao? Làm sao? Mẹ làm sao? Mẹ đẩy con đây hả? Mẹ, con nói mẹ ơi, đẩy con làm sao? Cái này cái mẹ đang quay phim mà. Làm sao? Rồi thôi đi luôn đi. Phải chi ta nói cao cao chút nữa, tự động đạp đi chơi rồi, mệt ghê, người ta đang quay phim mà bắt người ta cái vậy sao ta làm được. Trời ơi, nay chay là hòa mình với thiên nhiên luôn, nhìn màu chay với lại coi thiên nhiên đẹp dễ sợ không? Lên hình sáng khung hình dễ sợ. Làm sao? Đẩy đẩy, rồi con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, mày đẩy, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống nào ngoan, mày đẩy. Ngồi xuống đây. Ừ. Cha chân đạp rồi đó. Chân đạp. Chưa, chưa cha. Giữ chưa? Đó. Nữa không? Nữa không? Dạ nữa. Đúng rồi. Ê, trật rồi té. Đây. Đạp xe, đúng rồi. Nữa không? Nữa. Dạ nữa. Dạ nữa. Đúng rồi. Chó đâu? Con đạp đi, con tự đạp xe đi. Con tự đạp xe đi. Thế này em đi không? Dạ, vài ngày nữa em đi. Vài ngày nữa. Dạ. Ê, 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 ê. Ông ngoại đi theo không? Dạ không. Ông nội. Ông ngoại. Kêu bà ông nội không, mà tại thứ hai đứa kia kêu ông nội đó. Bắt trước. Tụi này là tụi nói mà. Ông nội. Rồi, rồi tới quán cô ăn gì đây mà lại ngồi ghế thay? Hả? Lại lại ăn review quán cho cô nha. Ăn review quán cho cô rồi kêu mấy cô chú tới đây ăn ủng hộ cho cô nha. Rồi kêu món gì? Trời ơi, tự nhiên lại ghế người ta ngồi lấy đũa ra làm như chuẩn bị ăn. Trời ơi, đi về rồi bà ngoại nhớ cho mà thấy. Ở với bà ngoại không à? Dạ. Tối là ngủ với bà ngoại hả? Dạ không có, tối nếu mà em ở nhà thì ngủ với em với bà ngoại luôn chứ. Còn không có em mới là ngủ với bà ngoại thôi chứ. Mẹ đi làm rồi phải ở nhà ngủ với bà ngoại chứ. Dạ. Đó, có kìa, có kìa. Đó, gấp đó. Chị bữa giờ bán được không chị? Bán được, bán được. Dạ, mà đa số bán hàng trên mạng không phải không? Còn mấy bàn này mình dọn ra chơi cho vui vậy thôi chứ còn bán trên mạng. Ờ chứ đâu ai ăn ra ngồi đây ăn đâu, đa số bán trên app không à. Bán trên app. Ít có người ra ngoài ngồi ăn thôi. Dạ. Bây giờ ha. Dân thấy họng khỏi đi ra đường. Không, bây giờ em thấy tiện lợi chứ. Ví dụ như mà khuya mà em không không có đi ra ngoài ăn á, mình vấn điện thoại kêu người ta đem tới rất là tiện lợi. Dạ. Ở đây hả? Chị bán tới
Vậy luôn á hả? Ừ. Mấy cái bàn mấy cái ghế này dọn ra chơi thì là cho chay, cái mày này là chỉ cho chay ăn thôi chứ không ai hết chay. Dạ. Ăn không được. Cái gì nói gì? Ăn không được hay sao? Dạ, ăn cũng rất thất thường. À, bậy, thôi đứng lên liền. Đứng lên liền. Dục cái nữa là mẹ bầu con về ngay chay. Không ai, không có dục nha, dục cái đó là mày bồng về đó. Mẹ hát bài gõ sao, mẹ hát bài gõ sao, hát bài gõ ABC đi. A, B, C, D, D, F, G, gõ đi. H, I, đó, mẹ hát bài gõ vậy đó. A, L, M, N, O, P, lại đi, Q, R, S. Ở đó, té, ta cho té. Gấp đi, gấp đồ ăn ăn đi, làm bộ gấp đồ ăn ăn đi. Đó, đó làm bộ gấp đó, đó. Cái đó là nước tương. Đúng rồi. Cái này là tương ớt. Lớn lên tương ớt. Đúng rồi. Còn cái này là khăn giấy. Đúng rồi. Còn cái mà con đang cầm là đôi đũa. Đũa. Đúng rồi. Cái muỗng đâu? Muỗng đâu? Muỗng đâu? Cái đó là cái gì? Đúng rồi, muỗng. Cái đó là cái gì? Muỗng. Đúng rồi. Đũa đâu? Đũa đâu? Đũa đâu? Đũa đâu? Cái nào là đũa? Đây, cái đó là cái gì? Nước tương. Tương ớt. Con nói đi, tương ớt. Đúng rồi. Chơi mấy ngày nữa đi rồi cô ơi. Anh. À, đừng có đụng vô xe. Đá. À, không có, em không biết làm sao tự nhiên bỏ đất đá vô trong đó không biết. Ai bỏ? Chắc ba em hay nói gì đó ai biết. Ôi trời ơi. Nhập đất đá à? Con nói đi, nước đá. Nói nước đá đi con. Dớt rồi, thấy chưa? Dớt rồi, vì đây là hình như là nối hơi rành đó. Nó rành lắm rồi thấy không? Rành hơn những cái lúc mà ban đầu thấy chưa? Tại vì ở bển nói tiếng Anh đa số. Nói gì? Nửa. Nửa, lụm nửa cho, đụm cho em nửa đó. Nè. Chị này, chị mang chị ốm quá chị ốm. Bệnh á bữa giờ không? Chó kìa chay, chó kìa chay. Ghế của mình mà. Ghế của mình mà thằng ấy nó lấy hồi lúc trước á. Đưa đỏ, đũa đây, đưa đũa đây. Không ghê ghê đâu, chỉ mẹ con ghê ghê đâu. Ghê ghê đâu. Sợ không? Ghê mà mẹ nó con ghê. Chạy ra mù mà chứ kêu con ghê. Con ghê ghê vậy. Ớn ba không? Đi vòng trong sớm chơi. Tính ơn cô đó là gì? Mấy bữa bà ngoại dẫn lên đây chơi lâu lắm. Ghê ghê đâu chạy. Con nói đi con ghê ghê. Đừng có đạp ghê ghê nha. Ghê ghê đâu, ngồi xuống ghế coi ghê ghê. Cái đó là cái lá chứ không phải ghê ghê, ngồi xuống ghế đi. Ở đây nhiều ghê 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 luôn á.
cái gì? Mẹ. Mẹ sao? Mẹ sao? Trời. Hả? Quần đã đắp rồi. Mẹ ơi. Hả? Cái gì? Trời. Cái gì tiền hả? Hết tiền rồi. Hết tiền nên quần mới đắp lại cho nè. Đó, cho chó ăn đi, để em lấy cho chó ăn đi. Lên xe. Con chở vậy. Ngồi lên mày đẩy gì, ngồi lên mày đẩy gì. Bông. Bông bóng của anh đó con. Mẹ sao? Cái gì trời? Cái gì? Quần mẹ đâu có tiền đâu mà con xin tiền. Không có tiền, hết tiền rồi. Trời ơi, coi được không? Bên đây nó mất tiền, mất túi tôi lấy tiền, coi được không? Đây, cái tiền tuột quần mẹ nha con. À, trộm. Mẹ. Mẹ sao? Rồi, lên xe mày chở về. Lên xe mày đẩy về. Ừ, trời, lớn xuống đá rồi. À trời đất ơi. Dục hết cái cá rồi hả? Ủa có đó cái gì vậy? Đá. Đá. Thôi ngồi lên xe mày đẩy về, để lên. Ba Quy đằng kia kìa, ba Quy đang đứng coi, đang coi chờ con đằng kia kìa. Con không lên là mẹ lên đó nha, không lên là mẹ lên xe mày về đó. Lên xe về. Bye bye con chó đi. Gì? Con chó nằm, đúng rồi, con chó nằm á. Đi đâu? Ngủ rồi. À, chó ngủ rồi hả? Nè, con chú nghe nè, nó nói. Ừ, ghê ghê, ừ. Bye, ờ, bye ghê ghê hả? Bye bye ghê ghê đi. Bye bye ghê ghê đi. Cái gì vẫn nói được. Xe. Xe, rồi con đi, con bỏ chiếc xe đó, người ta lấy xe làm sao? Có mẹ là đeo mẹ miết luôn. Đeo từ sáng cho tới chiều, mẹ lên lầu cũng lên lầu, mà mẹ xuống đất cũng xuống đất. Không biết đeo cái vụ gì không? Fire hả? À, nó thấy cái ong nướng thịt đó, cái nó nói fire có nghĩa là lửa đó cô chú. Là cháy đó, là lửa đó. Mẹ sao? Đi đâu ngoài đường hả? Theo ngoài đường sao bạn quay phim không được vậy? Wow, bà nướng cái đó ngon quá ta. Dạ. Bà nghe con dễ thương kìa. Xe của bà đó đi không? Lên xe, bước lên xe đi đi. Đi không? Lên bà chở đi. Xe á, ê. Thôi đừng chỉ giùm cái. Bước vô giùm cái. Đi không? Đi không? Mày vô mày lấy xe chở đi nha. Đi xe không đa, đi, đi vô lấy xe đi. 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 À, giờ dụ đi vô nhà lấy xe đi. Dạ. Đi vô lấy xe không đa, mày chở cây đi nha. Hôm qua giờ chưa đi xe không đa. Đi con, vô lấy xe ông ra đi. Cái thú vui của mẹ với Chay là chở nhau đi xe vòng vòng. Nội mà Chay về đây là cái tiền mà tốn hao nhiều nhất. Tiền tốn hao nhiều nhất là tiền đổ xăng. Nghe ghê đâu, bye bye nghe ghê đi về. Chó ngủ đâu. Bye bye chó ngủ về. Rồi lấy siêu xe, lên siêu xe. Rồi bye bye chó đó luôn, bye luôn. Bye bye luôn. Rồi đi về, đi về lấy xe đi nè. Rồi đi, đi về. Đi về lấy xe đi. Siêu xe, không có ẩm, không có ẩm. Mẹ. Mẹ làm sao? Ẩm con hả? Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Nè, 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 nè. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ẩm chay. Ừ, ẩm chay hả?